Thân chào tất cả mọi người, rất là vui khi được gặp lại mọi người trong một cái video clip mới của mình. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị. Thì quý vị ơi, trong cuộc sống của chúng ta, nhà nào cũng có sử dụng cái bóng đèn LED. Bóng đèn này nè quý vị, bóng đèn này để mà chúng ta thắp sáng cho nhà chúng ta. Thì trên mỗi bóng đèn nó có ghi những chỉ số, chẳng hạn như là 30W, rồi 40W hoặc là 50W. Như vậy các chỉ số này nó có cái là ý nghĩa gì? Và mỗi một ngày như vậy đó, bóng đèn của chúng ta nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện, hoặc là trong một ngày, hoặc là trong một kWh điện đó, thì chúng ta thắp sáng được bao nhiêu giờ. Nếu như mà quý vị có cái là thắc mắc đó và muốn tìm hiểu thì hãy theo mình sẽ đó là giải đáp vấn đề đó cho các bạn. Và bây giờ mình xin mời quý vị xem mình làm nha, xem làm thiệt á. Rồi đi làm. Hello, kính thưa quý vị và các bạn, để tính số kilowatt điện tiêu thụ của một cái bóng đèn thì chúng ta cần chú ý những cái điểm sau. Thứ nhất là chúng ta xin nói về một chút về trong cuộc sống chúng ta. Hầu như mọi người, nhà ai cũng đều sử dụng các bóng đèn LED để mà thắp sáng. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà chúng ta thường có một cái là thắc mắc là một cái bóng đèn chúng ta như vậy, nó mỗi ngày nó sẽ sử dụng bao nhiêu ký điện để mà chúng ta biết được, để mà chúng ta tiết kiệm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu quý vị. Đầu tiên quý vị là đọc kỹ cái thông số cho mình. Trên mỗi cái bóng đèn nó đều có ghi cái công suất của nó hết. Chẳng hạn như cái bóng đèn này ta ghi công suất là 60W, rồi bóng đèn này ta ghi công suất nó là 40W, rồi cái bóng đèn này người ta vẫn ghi công suất nó là 30W. Như vậy là bóng đèn có công suất càng lớn thì cái lượng điện tiêu thụ nó là nó sẽ càng nhiều. Đó là điều hiển nhiên rồi. Và tương đương với đó thì nó sẽ càng sáng. Bây giờ tôi sẽ lấy cái bóng đèn 30W này làm một cái minh chứng, là một cái ví dụ để tính công suất của nó xài một ngày coi nó tiêu tốn bao nhiêu điện của chúng ta. Để tính được công suất của một cái bóng đèn chúng ta cần hai cái công thức ha. Mình chỉ giới thiệu thôi. Đó là công thức tiêu thụ điện như sau. Kilowatt điện tiêu thụ nó sẽ bằng công suất nhân cho thời gian, mà cái công suất này cái đơn vị của nó là phải là kilowatt mới được chứ không phải là watt. Và công thức đổi từ mà kilowatt sang watt là như thế này. 1 kilowatt nó sẽ bằng 1000 watt, được chưa nè. Rồi bây giờ khi mà nói tới cái là bóng đèn 30W này, để tính đầu tiên chúng ta sẽ đổi cái 30W này ra là được 0,03 kilowatt. Tính sao? Chúng ta lấy 30 chúng ta chia cho 1000 thì nó sẽ được 0,03 kilowatt. Rồi thời gian nó sẽ bằng đó là 1 chia cho 0,03. Quý vị cứ lấy máy bấm, sau khi bấm xong thì nó sẽ cho ra kết quả là tương đương với 33 giờ. Wow. 33 giờ nha. Wow. Như vậy rõ ràng là một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, đúng không? Mà 1 kWh điện á thì sẽ thắp sáng cái đèn này được tới 33 giờ. Như vậy là rõ ràng là một ngày của chúng ta, một ngày luôn là 24 tiếng đồng hồ thì không bao giờ được 1 kg điện dành cho một cái bóng đèn. Mà hiện giờ thì giá điện dao động từ 2000 mấy gì đó. Chính vì vậy mà để thắp sáng một bóng đèn suốt một ngày một đêm luôn thì chưa tới 2000 đồng, được chưa nào. Tương đương như vậy mình sẽ có là một cái bóng đèn 40W cũng cách tính này, thì chúng ta sẽ có cái thời gian sử dụng là 25 giờ, tương đương với một ngày. Thường là ở nhà chúng ta thường sử dụng bóng đèn 30W hoặc 40W là cùng, ít ai sử dụng 50-60W lắm. Bởi vì là tôi thấy là bóng đèn mà xịn, bóng đèn mà công suất mà thật của nó đó là 30W, 40W là nó sáng chó lò luôn. Sáng cả cái bản mặt của chúng ta, không cần phải mua bóng đèn to hơn nữa đâu. Như vậy là qua đây mình đã chia sẻ với quý vị cái cách để mà tính công suất của một cái bóng đèn. Và các bạn nhớ rằng đó là một bóng đèn 30W thì một ngày nó được gần 1kg điện. Còn 40W thì một ngày 1 ký điện. Từ đó quý vị có cách lựa chọn và cách sử dụng bóng đèn ở trong nhà mình làm sao đó cho hợp lý ha. Thì mình đã chia sẻ xong, ok chưa các bạn? Thì mình xin thân chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chia sẻ sau của mình. Bye bye.